Chỉ cái đường bên kia tôi quá trời rồi, đi lọt xe dưới ruộng luôn, bò lên chết. Không 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 nó bên đó có lấy cài gì không? Không không thì được. Rồi đóng nó lại đi con. Rồi không Này hiện nay đây nè. Cắt xuống. Sao đỡ cắt xuống tháo ra cắt xuống rồi. Tặng cái vợt này. Về thôi. Em có làm vợt chưa? Chưa là mới làm gì không? Thế hả? Hả mày đi mà. Thôi đi. Mấy ông kia sợ kia, ủa con mày nhắc trước đi, dọn để đây thì đỡ không bắt. Vậy sao? À. Rồi bắt chứa tôi bị thư tích không rồi nó bắt phải không? Dạ. Tắm ngàn hả? Vâng là tắm ngàn hả? Chính mặt cháu con à? Rồi nó tiếng đâu không đi chứ. Chỉ nữa là bắt được tâm cả thời giác này đâu nghe hả? Ừ. Có vẻ đi. Thế mẹ con. Dạ. Rồi về. Rồi về. Đi tại làm nó muốn luôn. Bữa nay đi vào ghi chè mà. Vô ngủ vô mà ngày nãy ra thức ăn trời ơi vô cái đường cũng vậy nè. Qua cầu cái lớp này anh. Là xe đẩy chỗ. Được hả? Được hả? Được hả? Được hả? Được hả? Được ra hả? Được. Con Thảo ở đây con. Dạ. Thấy không? Thấy đâu? Ồ, giờ ra chạy đi. Mở cửa ra, mở cửa. Đây đây cái này. Cái này con nè.
lên đá lên cái nè, đá cái cho lên lên chị. Thôi một không à, đây cái là con, đá lên con nè, đây con nè con, nó được ngay giữa. Không ra không dòm trần lại mấy gỗ đó, trần lại là một cho con để về mình sắp chở cưới chở gì về. Cái gian vừa lợi thứ cái nó lại gà thành thì thiên nhé thầy vợ ông ơi, cái lớn là cái này nó không bị luôn rồi chứ cái là con gì quên. Ấy anh giờ dọn đó hả, mọi người ai cũng thích là chỗ đó. Cái dao cái hai mà cân cái 7 cái 8 đâu mà hỏi làm sao. Có thích không? Cái gì đâu người ta kêu xong này bắt người ta đã lên chạy thôi, mệt chứ. Mãi anh dao có cân như vậy. Cái dao cái hai ấy lên cân cái 7 cái 8. Ở cái gì hai cái mấy rồi nó rồi đâu mà ăn uống. Có một cái con nhỏ này là ở ảnh với anh cũng chơi một cái gửi à, ở ảnh luôn. Một ba cái lô á, được á. Tại anh ghét gì á, để sau này anh có được khối. Chứ còn mà người không có được ghét mà bán nữa không là không có được khối. Thấy không? Con tròn cái con cỡ mày lớn đó anh nhìn thôi à, con đập nè, mày lớn con cái mày lớn nè, kiếm lên con mua không con ra cái chuyện không con thôi thằng mới mua được cái gì đó cho nó cứng cáp không còn anh thảy cá vô là nó ăn đùng 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 luôn. Cá tóc đó anh hệ thống anh có mặn đó không? Món ruột đó chị, để cái này nó đứng lên nó sáng vẫn được không sao cả, chèo quá nhưng mà hơi cao thôi. Để anh cắt lớn rồi cũng được rồi, anh cắt lớn rồi để đi bớt bớt con thấy rồi không anh, để con có nước ra nước ra thế lọc không dám xuống kia. Nó nói là điện thoại thì anh em tin tưởng không nói gì chứ thả con giống rồi lấy hài lòng ha. Nó giống người ấy chào ba lợn ha. Tính em mà xưa giờ em làm gì đó chữ tính là đi đầu. Cho dù cỡ nào cũng vậy á, không ai nói tiếng em tiếng nặng tiếng nhẹ nào hết trơn, giao ai cũng là thành công hết á. Trời ơi chưa đâu, anh còn khu này hả, anh còn đam mê là còn bắt của em nữa. Thì đó tính nó là qua hết rồi. Lấy đây nè, anh Vương tao là làm nhỏ rồi thôi em ơi. Anh làm trên này cao lên chút, anh làm 60 thôi. Thì cao quá hả? Thì cao trên này lên cao lên đây nè. Làm sao anh ngồi gì nè, anh dễ coi con trồn nó lên dốc, thấy không? Con trồn anh làm cái dạng này nè, anh ngồi là dưới anh thấy chim nó liền. Con này anh làm thấp quá. Anh cao trên đây nè, rồi lên đây nó lên 6 tấc thôi. Chứ cao gì giới dữ lắm. Không, anh làm gì chuẩn nè, chuồng chuẩn nè. Đẹp.
Bơ nó mất cái điện thoại, em không biết sao mà tìm số anh Phương. Em hẹn mùng 9 là em nói kệ, mùng 9 là em xuống là đến tin là anh tìm kiếm mà. Có lịch này là cái đó em quên. Rồi, là chân ngon rồi. Khổ, rất khổ. Ờ, giờ còn mối nữa là xong nhiệm vụ. Ông Hải à, ông Hải. Ngủ cũng ngon. Là chạy ra đúng không? Ừ. Bây giờ ngủ ra, thì việc cứ kiếm nghe. Hôm nay nó bị rớt với sình, nó dội cái đội cái phục rồi nè. Sợ, sợ nó thắng á.